สวัสดีบ่าวๆทั้งអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាលការរៀនហ្គីតាជាមួយនឹងគ្នា សូមមើលមកកាន់ផ្ទាំងដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់វាមានអក្សរដូហើយនឹងសល7អញ្ចឹងយើងបានរៀនជាមួយគ្នារួមគ្នាហើយកាលពីអក្សរមុនគឺអក្សរដូគឺយើងចាប់បែបនេះបាទសូមមើលរូបភាពដើម្បីនឹងមើលស្រួលក្នុងការអនុវត្តហើយមេដែលបើយើងគឺបិទអក្សរលើនេះមកវាលឺហើយកែទៅ អញ្ចឹងសូមយើងមើលមកកាន់អក្សរ G minor, sol minor អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញមានរង្វង់ពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅនឹងមានលេខក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអក្សរសនឹងយើងបាច់ប៉ះពណ៌ហើយមានថារង្វង់ពណ៌សនឹងយើងអត់ចាប់វាទេគឺជាខ្សែចំហអញ្ចឹងពេលយើងត្រូវចាប់គឺនៅក្នុងលេខខ្មៅរង្វង់ពណ៌ខ្មៅនឹងមានលេខ 1 នឹងលេខ3អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបង្កើតបានអក្សរមួយហើយមិនមែនបង្កើតទេគឺយើងចាប់បានអក្សរមួយហើយគឺអក្សរសល7អញ្ចឹងយើងមើលមកកាន់ខាងក្រោមនេះបន្តទៀតគឺចូលដល់chord excercises ការអនុវត្តchord អក្សរអញ្ចឹងមាន number 1 number 2 number 3អញ្ចឹងយើងអនុវត្តនៅក្នុងលេខ 1 មុនអញ្ចឹងមានអក្សរដូបាទអក្សរសល7ហើយអក្សរដូវិញសល7ហើយដូវិញអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងពីក្រោមអក្សរដូនឹងមានសញ្ញាមួយគឺសញ្ញារៀងមិនចំមុនចុងហើយគេដូចជាការ៉ូបាទដែលម
Mùi chứ gì không? Mùi, phí, bấy, bùn. Nhưng chẳng cứ rìa bề bùn bề là như thế này. Bùn bề rồi hai bàn chỗ đó sau lần sẽ vấn. Mùi, phí, bấy, bùn. Bùn bề là hai chỗ mặt đồ bình. Mùi, phí, bấy, bùn. Hai chỗ tới sau lần sẽ vấn bình. Mùi, phí, bấy, bùn. Hai mặt đồ bình. Mùi, phí, bấy, bùn. Và chẳng dương anh bắt ngọt nhiệt tỏ lịch mũi nằm bộ vốn mũi phí bấy buồn 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 và chẳng cứ dương anh bắt nhà được như này mình tha kẹ mà đòn chứ dân cho rộp mùi phí bầy bún hay đô tư ở co mùi tiền mùi phí bầy bún hay đô mò co với mùi phí bầy bún đô với mùi phí bầy bún thấy đô gì chẳng ở lịch mùi rồi hả ở đó cái chỗ đó lịch phí ở nằm mơ thú miên là co đô miền là có sol thì vẫn hay là có đổ chẳng miền này tha có đố cứ dương nước lái này dương kè ở miền sân nhà slack vì ở sân nhà tre 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 bọc mà phá nắng miền mùi bật lọc miền buồn chẳng miền này tha có đố cứ vía thua đâm ra dựa về pi bật lọc cứ bầm bấy đỏ
chắc à thì nhà tre mà nó cứ dương cái mùi mùi là hồn mùi phí bảy buồn tạm mùi phấn cùng vậy chứ ngay rồi với chúng bà này mùi phí bảy buồn hay mùi phí bảy buồn vậy vậy đấy tập máu cho là có sau sẽ vẫn cứ phí bảy lọc đi khi đấy cứ vùng bảy bề lại tập máu trong cái đó cứ có đố cứ mà bật lọt thế cứ tập buồn bề thế chẳng dương anh vật ngọc này tập mối phí bảy mối phí bảy buồn mối phí bảy buồn mối phí bảy buồn mối phí bảy buồn chúng cứ dương anh bộ nhàng được như thế cứ có đố buồn pel bị đón có sol sẽ vấn buồn pel bị đón đấy tao máu cho là có đố vĩnh cứ buồn pel tạm mà đón thì cứ mùi bật lọt mà được buồn pel chúng xung anh bộ thùng này mình tỏ tiết chúng ở đó thì dân cho tất cả number three lịch bảy miền là có đố mùi bật lọt mà được buồn pel có sol sẽ vấn mùi bật lọt đấy buồn pel đấy hay là có đồ mà vĩnh buồn pel hay là có sol sẽ vấn buồn pel hay đồ mà có đồ vĩnh buồn pel tập nhưng thôi thì mình đấy cứ ok tam sinh nhà tre nè cứ sinh nhà tre mũi mà được kèm mà đỏ và phi đỏ bay đỏ buồn đỏ và cứ dùng kèm chẳng tập những anh word number three mối phí bảy mối phí bảy buồn sao mình á mối họ sống tốt sao sẽ vần phí bảy buồn đổ mối phí bảy buồn sao sẽ vần mối phí bảy buồn đô bình mối phí bảy con chán sang cơm than này tương lai ai ăn vật bàn, xôm ăn vật nhà được chén này, bây giờ này tương ngọc này ai xoam đáy, vì cả chạp còn chẳng vì ai tầm bông chứ ai chịu đại mình tình hết, và tay xôm chi diêm không cả ăn vật chi riêng đó thằng ngày, và hồi đó này tương lai ai đồ bàn, chẳng mình xin thì dương kẻ tới đồ mình toàn thế xôm chi diêm mình tham tiền, chẳng cả riêng cứ mình sưu thế tầm bông cứ miền cả bạc là đại, con chán nhom sang cơm than này tương lai bật cọt ai vừa bàn. Xong chú subscribe nơi channel bọc nhóm cửa chí like, comment nơi video nếu không. Vì xin chú đẹp nếu bình chất nơi video mới này. Hãy xong ập hãy tốt rồi tình cảm của chú cô này cảm ơn riêng. Mùi bảo cả khi ông dì về chú cả mình cụ xong mình trầm trời xong khăn tệ phải tốt phong đại. Xong mặc quân xong chú biết lý hãy chúc hiện nơi video cửa bằng tỏ mà tỏ tiền. Xong mặc quân.